Tập 16, hướng dẫn nấu canh chua cá lóc, cực đơn giản. Cái món canh chua cá lóc này là hôm trước có một chị nhắn tin cho Hoshi, nói là em ơi, hướng dẫn cho chị nấu canh chua cá lóc đi, chị nấu hoài mà không được. Thì ok, bước 1 thì các bạn rửa cá lóc sạch sẽ rồi sau đó ướp theo công thức của Hoshi hướng dẫn nha. Tiếp tục các bạn sẽ băm ra vài ba củ hành tím, sau đó cho vào tô và ướp cùng với 1/3 muỗng muối, 2 muỗng nước mắm, 1/3 muỗng bột ngọt và nửa muỗng đường, thêm một chút tiêu bột và trái ớt nữa để khử mùi tanh cho cá. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho vào tủ mát và ướp từ 2 tới 30 phút. Sau đó tới bước 2, bắt lên cho mình 2 lít nước sôi. Bạn nào mà không biết canh sao cho đúng 2 lít á thì mình sử dụng ca này là 4 ca nha. Vậy là 2 lít nước á, tổng cộng là 8 chén các bạn nha. Thấy hồ sì hướng dẫn tận tâm ghê không? Tại vì canh chua cá lóc á thì mình sẽ không có ninh xương, cho nên là các bạn cho vào nồi 1 muỗng hạt nêm với hồ sì để tăng thêm độ thanh đậm mà nước vẫn trong nha. Ok, khuấy đều tay. Cả nhà nhớ lưu ý là cho hạt nêm vào lúc nước chưa sôi ha. Như vậy á thì nước canh mới trong veo được. Bước 3, cả nhà sẽ băm ra cho hồ sì tầm 5 tới 7 tép tỏi. Sau đó các bạn sẽ cho vào dầu phi vàng lên. Biết làm gì không? Làm gì tí nữa biết nha. Ok, vàng như thế này thì sau đó mình sẽ vớt ra và tới bước 4, mình sẽ đi cắt thái rau củ ha. Cắt thái rau củ thì cũng khá là đơn giản luôn. Cả nhà cùng xem Hoshi làm nè. Cọng môn thì các bạn sẽ cắt xéo xéo ra như thế này. Còn đậu bắp á thì cả nhà cắt đầu cắt đuôi rồi sau đó cắt đôi. Còn cà chua á thì cả nhà sẽ cắt thành múi câu. Còn cái phần khớm hay còn được gọi là trái thơm á thì cũng khá là đơn giản thôi. Cả nhà chỉ cần cắt xéo xéo như thế này là ok nè. Đó, thấy không? Quá đơn giản luôn. Rồi cả nhà sẽ chẻ ra làm tư rồi cắt từng lát ra như thế này là ok. Còn toàn bộ công thức từ rau củ cho tới gia vị á thì Hoshi sẽ để ở cuối clip cho cả nhà nha. Nói chung cái món này á thì thường thường là cả nhà có một số bạn nấu không đúng cách cho nên là không có ra được vị canh chua ngon. Nên Hoshi mới quyết định ra clip này để cho cộng đồng ai cũng biết nấu canh chua sau khi xem clip. Me thì các bạn sẽ cho vào đánh chung với nước sôi để mình lấy cái nước cốt ha, chứ đừng có thả nguyên cục me vào nồi canh là không được. Ok, bây giờ nước sôi nè, cả nhà thấy nước trong không? Quá trong luôn. Khi mà nước sôi lên như vậy á thì cả nhà sẽ cho cá lóc vào trụng do gì nha. Lưu ý là nước phải thật là sôi để cho cá sẽ kịp săn lại và khử sạch cái mùi tanh. Ok, còn cái phần gia vị thì cả nhà cũng đợi nước sôi lên rồi cho vào luôn nha. Khi mà nước sôi lên rồi thì cả nhà sẽ vớt sạch cái bọt ở trên ra, rồi sau đó mình sẽ cho phần thơm và cà chua vào nấu trước. Nấu khoảng 2 tới 3 phút á thì cả nhà sẽ bắt đầu nêm nếm, cho vào đó là 1 muỗng muối, 5 muỗng nước me. Nếu mà các bạn thấy chưa có đủ chua thì mình cho thêm 1 muỗng 2 muỗng gì đó. Nước sôi lên á thì mình vớt bọt rồi hạ lửa nhỏ, rồi sau đó cho đậu bắp và môn vào. Ok, các bạn sẽ ninh tầm hơn 1 phút. Đó, thấy nước trong không? Tiếp tục mình sẽ cho vá, ngò và ớt vào, rồi sau đó tắt bếp và múc ra tô thôi. Ok, phần trang trí thì cũng khá là đơn giản tại vì canh đã có đủ màu sắc khá là đẹp rồi. Mình chỉ cần múc ra tô sao cho màu sắc xen kẽ với nhau là ok. Sau khi múc xong á thì nước mình sẽ chan vào cuối cùng cho nóng hổi, và đặc biệt á là mình sẽ rắc tỏi phi lên bên trên. Đó, khâu này á sẽ làm cho canh chua của mình rất là thơm và ngon. Hoshi sẽ sắn thử miếng cá cho cả nhà xem cá sẽ săn chắc như thế nào nha. Ngon quá. Húp thêm miếng nước nữa nè. Ngon quá. Ok, chúc các bạn thành công nha. Bữa nay muốn có ai đó ăn chung ghê mà không có ai xin ăn cá hết. Quá đã. Toàn bộ công thức đi chợ nấu canh chua Hoshi để hết ở đây cho các bạn nha.